Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Năng lượng xanh phát sóng trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu, rất nhiều quốc gia đang chạy đua trong việc tìm kiếm những giải pháp năng lượng thay thế hiệu quả cho nguồn nhiên liệu hóa thạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều. Tuy nhiên, giải pháp nào cũng có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng nó. Thế nhưng, một ngôi làng nhỏ tại nước Đức đã có những cách làm để tự chủ hoàn toàn về năng lượng. Giải pháp đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin năng lượng nổi bật trong tuần vừa qua. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 42 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Theo đó, Sở Công Thương có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp đến 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Sở Công Thương giải quyết tranh chấp. Cục Điều tiết Điện lực có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp trên 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết Điện lực giải quyết tranh chấp. Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết Điện lực hoặc Sở Công Thương giải quyết. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch thực hiện chủ đề năm, bao gồm 48 nhiệm vụ tương ứng với 3 nhóm công việc cụ thể: thích ứng an toàn trong mọi hoạt động, linh hoạt, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước với sản lượng điện truyền tải đạt 211,47 tỷ kWh, đạt 98% kế hoạch tập đoàn giao, tăng 5,28% so với năm 2021. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 15 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đó, mức giá trần chưa bao gồm VAT theo quyết định số 21 ngày 7 tháng 1 năm 2023 cụ thể như sau. 1. Là nhà máy điện mặt trời mặt đất có giá bình quân 1.184,90 đồng 1 kWh. 2. Là nhà máy điện mặt trời nổi có giá 1.508,27 đồng 1 kWh. 3. Là nhà máy điện gió trong đất liền có giá 1.587,12 đồng kWh. Và 4. Là nhà máy điện gió trên biển có giá 1.815,95 đồng trên 1 kWh. Đây là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận giá phát điện theo quy định. Mới đây tại Rome, Eni, tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ của Italia cho biết nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Italia sẽ được đảm bảo hơn vào mùa đông tới khi nước này tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG và mua khí đốt từ Engie. Giám đốc điều hành Eni, ông Claudio De Canzi cho biết công ty này đang có kế hoạch đưa thêm 7 tỷ mét khối LNG đến Italia trong các năm từ năm 2023 đến năm 2024 để giúp củng cố an ninh năng lượng của nước này và loại bỏ nguồn cung từ Nga. Italia, một trong số các quốc gia châu Âu, đang xem xét xây thêm các cảng nhập khẩu LNG và một số dự án được triển khai nhanh chóng sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một cảng LNG nổi tại Piombino trên bờ biển Tuscany, miền trung Italia, sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa xuân tới. Trước đó, ông De Canzi nói rằng trong năm 2023, Engie sẽ cung cấp cho Italia số lượng khí đốt ngang mức mà Italia nhập khẩu của Nga trước cuộc xung đột Ukraine. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Mỹ mới đây tuyên bố sẽ phân bổ 20 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các dự án năng lượng sạch và tái tạo ở Mỹ với công suất 15 GW tới năm 2035. Đây là đợt giải ngân đầu tiên trong khuôn khổ quan hệ đối tác năng lượng sạch trị giá 100 tỷ đô la Mỹ đã được hai nước ký kết. Các khoản đầu tư nói trên sẽ được triển khai bởi hãng năng lượng tái tạo Mazda của UAE và một liên minh gồm các nhà đầu tư tư nhân Mỹ. Theo tuyên bố,
làn sóng đầu tư đầu tiên của thỏa thuận đối tác Mỹ UAE về tăng tốc năng lượng sạch sẽ được khởi động với 7 tỷ đô la Mỹ vốn cổ phần bằng tiền mặt từ khu vực tư nhân và sẽ huy động thêm 13 tỷ đô la Mỹ thông qua tài trợ nợ của Mỹ và các công cụ khác. Vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ và UAE đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược nhằm mục đích thu hút đầu tư 100 tỷ đô la Mỹ vào các dự án năng lượng sạch có công suất 100 GW tại hai nước và trên toàn cầu cho tới năm 2035. Tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương phát triển trở thành trung tâm du lịch biển đảo của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong đó, có mục tiêu đưa huyện đảo Lý Sơn đạt chuẩn đô thị loại 4. Để thực hiện chủ trương này của tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã không ngừng đầu tư phát triển nguồn lưới điện trên đảo Lý Sơn, góp phần cùng huyện đảo chuyển mình, phát triển đời sống kinh tế xã hội của người dân. Những nông dân ở huyện đảo Lý Sơn chưa bao giờ nghĩ đến việc trồng hành tỏi ở vùng đất đầy nắng và gió trở nên thuận lợi như ngày hôm nay. Trước đây, việc tưới tiêu cho hành tỏi đều phụ thuộc vào máy dầu diesel. Mỗi mùa hành tỏi, nông dân tốn khá lớn chi phí sản xuất. Nay với việc tưới bằng máy bơm từ nguồn điện lưới quốc gia, mỗi sào hành tỏi, nông dân tiết kiệm được 90% chi phí so với tưới tiêu bằng máy dầu. Có điện thì giờ nó phải hơn hồi xưa chứ. Nó cũng đỡ hơn cái một phần, mình cứ đi làm có gì về, mình ra mình bật xí, mình tưới cũng vẫn còn kịp. Từ cái ngày mà có điện đó, là so với cái thời gian mà mình bà con ta dùng về má, thì nó tính ra cái tỷ lệ nó năng suất là nó rất là hiệu quả hơn cái lúc bà con tưới má nổ. Điện ra đảo Lý Sơn đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng du lịch trên hòn đảo. Năm 2013, trước khi có điện, lượng khách tới đảo là 10.000 lượt, đến năm 2019 đạt 265.000 lượt. Và kể từ năm 2014, khi đảo Lý Sơn có điện lưới quốc gia, kinh tế trên đảo dịch chuyển theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang tăng thương mại dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất kinh tế của huyện đảo Lý Sơn hiện đã tăng gấp 24 lần so với 30 năm trước. Từ tháng 9 năm 2014 thì huyện đảo Lý Sơn là chính thức có điện lưới quốc gia và đã mở ra cho Lý Sơn một cái bước ngoặt mới trong cái phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh của huyện. Về kinh tế thì tốc độ phát triển kinh tế của huyện liên tục tăng ở tốc độ khoảng từ 10 cho đến 13% hàng năm và đời sống nhân dân thì thay đổi toàn diện trên tất cả các phương diện. Hàng năm là Công ty Điện lực Quảng Ngãi là đầu tư từ 1,5 cho đến 2 tỷ đồng để mà sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cái lưới điện, nâng cấp những cái trạm biến áp phụ tải để cho đảm bảo là cung cấp điện cho các phụ tải phát triển mới. Mục đích là phục vụ cho an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương và đặc biệt là phục vụ cho an ninh quốc phòng. Huyện đảo Lý Sơn đang hướng đến đô thị biển với hạ tầng hiện đại và đang được kỳ vọng trở thành một trung tâm du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, của cả nước nói chung. Để góp phần vào thành công của mục tiêu này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư hiện đại hóa nguồn lưới điện trên đảo, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, cũng như góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Lý Sơn. Trong khi khắp châu Âu và nhiều nơi trên thế giới đang lâm vào khủng hoảng năng lượng, thì người dân phải đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng cao. Cái tên Fel 2, ngôi làng tái tạo của Đức, lại được nhắc tới bởi đây là nơi hiếm hoi mà các cư dân không phải lo về giá điện. Đây là ngôi làng tự chủ hoàn toàn về năng lượng đầu tiên và duy nhất ở Đức, Fel 2, cách Berlin khoảng 70 km về phía nam, đã làm được điều mà các nơi khác chỉ có thể mơ ước. Trong hơn một thập kỷ, nơi đây tự sản xuất toàn bộ năng lượng, điện đến từ gió, mặt trời và chất thải nông nghiệp. Điều đó có nghĩa là họ không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, cư dân Fel 2 chỉ phải trả 1/3 số tiền cho việc sưởi ấm và điện so với phần còn lại của nước Đức. Chúng tôi đang tìm kiếm một nơi ở đất liền với điều kiện gió tốt và chúng tôi đã thấy điều đó ở Fel 2. Một trong những việc đó là lắp đặt các tuabin gió ở xa làng hơn so với quy định pháp luật. Chẳng bao lâu sau, 4 tuabin gió đầu tiên đã được dựng lên do nhà Rachiman tài trợ. Đó là sự khởi đầu của phép màu năng lượng mang tên Fel 2. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, đã có 55 tuabin được dựng lên.
cộng đồng này vẫn đóng vai trò chính trong việc ra quyết định và đầu tư. Điều này đã giúp duy trì sự hỗ trợ của người dân. Quyết định về cách thức đầu tư cũng như những tính toán về hiệu quả kinh tế là do người dân đưa ra. Vì vậy, họ thực sự nhận trách nhiệm. Và điều đó có nghĩa là tôi có hai vai trò. Một là người tiêu dùng và một là một doanh nhân. Trang trại gió này tạo ra đủ điện cho 55.000 hộ gia đình, nhiều hơn mức mà ngôi làng có thể sử dụng. Phần thừa 99% được bán đi và được hòa vào lưới điện quốc gia của Đức. Khi mọi người bắt đầu hưởng lợi, cứ cho là từ những tua bin gió kém đẹp mắt này, cuộc tranh luận quanh những khía cạnh khó chịu hơn của chúng bắt đầu lắng xuống. Phèo 2 không chỉ khai thác năng lượng gió, một trang trại thái dương năng gần đó đáp ứng nhu cầu năng lượng của khoảng 600 hộ gia đình. Và ngôi làng đã tiến thêm một bước nữa, họ cũng muốn sản xuất nhiệt để sưởi ấm cho riêng mình. Vì vậy, Phèo 2 đã xây dựng nhà máy khí sinh học riêng và một nhà máy nhiệt điện tích hợp. Nó tạo ra nhiệt từ chất thải nông nghiệp như phân và vô ủ chua do nông dân địa phương cung cấp. Nhà máy này giúp cắt giảm 260.000 lít dầu sưởi đất tiền mỗi năm và thải ra ít khí CO2 hơn. Ngôi làng cũng lập công ty năng lượng và xây dựng hệ thống sưởi tập trung để phân phối nhiệt do hầm khí sinh học tạo ra. Nó hoạt động hiệu quả đến mức họ quyết định tạo ra lưới điện của riêng mình và trở nên hoàn toàn tự chủ. Điều đặc biệt ở Phèo 2 là cư dân có lưới điện riêng. Về cơ bản, họ đang mua điện từ trang trại gió và thực sự đang sử dụng nguồn điện đó trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với các nhà cung cấp năng lượng, việc người tiêu dùng tự chủ về điện năng sẽ khiến lợi nhuận của họ giảm sút. Công ty điện địa phương không cho nhà máy điện địa phương hòa vào lưới điện quốc gia. Họ không muốn điều đấy. Và họ nói, ngôi làng nhỏ này, bất kể họ làm gì, thì chúng tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Các cư dân một lần nữa phải tự giải quyết vấn đề. Mỗi hộ gia đình đầu tư 3.000 euro vào lưới điện mới, trong khi 1,7 triệu euro vốn hạt giống đến từ EU và bang Brandenburg. Giờ đây, tất cả mọi người tham gia đều là doanh nhân và là một phần của quá trình ra quyết định về quản lý lưới điện và thiết lập giá cả. Lúc đầu, một công ty điện địa phương không muốn mua điện dư thừa của Phèo 2, viện cớ lo ngại về vấn đề an toàn. Cho đến khi một cơn bão làm mất điện trên diện rộng và Phèo 2 là nơi duy nhất đèn vẫn sáng. Một lưới điện tắt điện có thể không phải lúc nào cũng là giải pháp, nhưng cắt giảm một số thủ tục hành chính rườm rà có thể là một bước tiến dài để giúp cộng đồng gặt hái những lợi ích từ năng lượng xanh tự sản xuất. Cách tiếp cận thực tế của Phèo 2 trong việc sản xuất năng lượng thân thiện với môi trường đang thu hút hàng nghìn du khách khắp nơi trên thế giới đến ngôi làng này mỗi năm. Cách làm này cũng khác hẳn với những khu vực khác của nước Đức, nơi các công ty năng lượng lớn có xu hướng xây dựng và kiểm soát các dự án điện lớn. Trong khi đó, các dự án quy mô nhỏ thường phải đối mặt với các rào cản pháp lý phức tạp. Đến đây, chương trình Năng lượng xanh tuần này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.